Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Xoắn Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị và các bạn xem video của chúng tôi thì các bạn hãy nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông để cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất từ kênh Xoắn Bóng Đá của chúng tôi. Sau đây là những tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay. Philip Nguyễn phản ứng cực gắt với Mạc Hồng Quân khi được hỏi về việc khoác áo đội tuyển Việt Nam. Báo Hàn Quốc muốn U23 Hàn Quốc nằm chung bảng với U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Quế Ngọc Hải bị chấn thương trước thềm lên tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa xem xong những tin chính sẽ có trong ngày hôm nay và sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Philip Nguyễn phản ứng cực gắt với Mạc Hồng Quân khi được hỏi về việc khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn đã nộp đầy đủ hồ sơ xin nhập tịch và đang khao khát khoác áo đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022. Thời gian gần đây, thủ môn gốc Việt Philip Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh, trạng thái bày tỏ nguyện vọng được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Thủ thành sinh năm 1992 cũng thường xuyên dành thời gian theo dõi và cổ vũ cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở nhiều giải đấu. Mới đây nhất, Philip Nguyễn đã thông báo tin vui tiến trình xin nhập tịch quốc tịch Việt Nam trên trang Facebook cá nhân. Dòng trạng thái được thủ môn người Cộng hòa Séc gốc Việt viết trên ảnh kèm theo chữ ký xác nhận. Philip Nguyễn cho biết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ. Người gác đền 27 tuổi khẳng định đang khát khao cống hiến cho đội tuyển quê hương và mơ ước khoác chiếc áo gắn cờ đỏ sao vàng. Ít giờ sau khi đăng thông báo, Philip Nguyễn được sự hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ. Hầu hết người hâm mộ đều gửi lời chúc mừng kèm theo sự kỳ vọng thủ môn 27 tuổi sẽ giúp tuyển Việt Nam thêm sức mạnh. Đáng chú ý, tiền đạo Việt Kiều Mạc Hồng Quân, bạn thân của Philip Nguyễn đã có bình luận bằng tiếng Séc: "Khi nào mới thấy cậu thi đấu ở đây đấy?" Ngay lập tức, thủ thành xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc trả lời: "Tôi không biết", kèm theo biểu tượng mặt cười. Mạc Hồng Quân và Philip Nguyễn từng tập trung lò đào tạo Spartak Praha, đội bóng nổi tiếng của Cộng hòa Séc, dù cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã sang V-League thi đấu từ lâu. Hồi tháng 5, cầu thủ thuộc biên chế Than Quảng Ninh từng đánh giá về người đồng đội cũ. Anh nói: "Philip đã thổ lộ với tôi rằng muốn về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Năm vừa rồi chúng tôi cũng có nhiều thông tin cậu ấy có thể được gọi vào đội tuyển Séc, nhưng tôi nghĩ Philip Nguyễn muốn cống hiến ở đây và đã quyết định như vậy. Đó là quyền của cậu ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá là nhiều, tôi cũng có nói về đặc thù của bóng đá cũng như cuộc sống ở Việt Nam. Cậu ấy đang học tiếng Việt và có thể cũng sẽ quen dần. Tôi nghĩ cậu ấy cũng đã tìm hiểu và biết về Đặng Văn Lâm. Nếu như có hai thủ môn đẳng cấp như vậy thi đấu rất tốt cho đội tuyển Việt Nam", Mạc Hồng Quân nói. Hiện tại cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đều nỗ lực tạo điều kiện để Philip Nguyễn nhập tịch. Vào ngày 10 tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia. Thủ môn 27 tuổi hoàn toàn có thể tham dự trận đấu kể trên nếu quá trình xét duyệt hồ sơ nhập tịch diễn ra suôn sẻ. Báo Hàn Quốc muốn đội nhà vào bảng đấu mơ ước có Việt Nam. Tờ Han Kyung và Cho Sun cho rằng sẽ là rất tuyệt vời nếu U23 Hàn Quốc rơi vào bảng đấu gồm có U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm tới. Theo đó, họ muốn xem những cuộc đối đầu giữa huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Kim Ha-bum và huấn luyện viên Good Hiddink. Tháng 1 năm 2020, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh và vào 26 tháng 9 tới đây, lễ bốc thăm chia bảng sẽ được ban tổ chức tiến hành. 16 đội sẽ chia làm 4 bảng cạnh tranh không chỉ những vị trí cao nhất giải đấu mà còn 3 tấm vé dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. U23 Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với U23 Nhật Bản, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U23 Iraq. Một tuần trước lễ bốc thăm chia bảng, báo chí Hàn Quốc đã có những bài viết đánh giá về các đối thủ tiềm năng của U23 Hàn Quốc. Theo tờ Han Kyung và Cho Sun, sẽ là tuyệt vời nhất nếu đội bóng của huấn luyện viên Kim Ha-bum rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Họ muốn chứng kiến những cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa ba nhà cầm quân gồm Kim Ha-bum, Park Hang-seo và Good Hiddink. "Nếu chúng tôi nằm chung bảng với U23 Việt Nam hoặc U23 Trung Quốc, sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra", tờ Han Kyung bày tỏ mong muốn. Có khả năng huấn luyện viên Kim Ha-bum sẽ đối mặt với huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Good Hiddink tại vòng bảng U23 châu Á vào tháng 1 2020 ở Thái Lan.
Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, nếu như U23 Hàn Quốc nằm ở nhóm 2 thì U23 Việt Nam nằm ở nhóm 1 và U23 Trung Quốc nằm ở nhóm 3. Vậy nên kịch bản 3 đội bốc phải những lá thăm rơi vào chung một bảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiến vào chung kết và chỉ chấp nhận thua 1-2 trước U23 Uzbekistan. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dẫn đầu bởi ông Kim Bong-jin dù thắng U23 Việt Nam 2-1 ở vòng bảng nhưng đã bị U23 Uzbekistan hạ 1-4 ở bán kết và thua tiếp U23 Qatar 0-1 trong trận tranh hạng 3. Về phía U23 Trung Quốc, mới đây nòng cốt của đội bóng này đã có trận giao hữu với nòng cốt của U23 Việt Nam tại Tô Châu. Kết quả, đội bóng do huấn luyện viên Good Hiddink dẫn dắt dù có lợi thế sân nhà nhưng đã để thua thất vọng với tỷ số 2-0. Quế Ngọc Hải chấn thương ngay trước thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 23 tháng 9 tới đây, ngay sau vòng 24 V-League. Tuy nhiên, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải chưa biết có tham gia đội tuyển ở những ngày đầu tập luyện hay không, khi phải nghỉ ít nhất 2 tuần do chấn thương. Quế Ngọc Hải có pha va chạm với tiền vệ Titipan Quangchan của Thái Lan trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội bóng đất Chùa Vàng vào ngày 5 tháng 9 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau pha bóng này, Quế Ngọc Hải vẫn nén đau và đá tiếp cho đến hết trận. Nhưng khi quay trở lại câu lạc bộ chủ quản Viettel ở giải trong nước, cơn đau của trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia diễn biến xấu hơn mong đợi, khiến anh không thể ra sân ở trận Viettel làm khách trước câu lạc bộ Hà Nội ở sân hàng đẫy tại vòng 23 V-League như vừa qua. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Quế Ngọc Hải bị tràn dịch đầu gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần mới có thể trở lại thi đấu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Quế Ngọc Hải sẽ không có mặt trong trận Viettel tiếp Bình Dương ở vòng 24 V-League diễn ra vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Đồng thời, trung vệ đội trưởng quốc gia cũng không thể tham gia tập luyện ngay từ đầu với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam khi đội tuyển bắt đầu tập trung từ ngày 23 tháng 9. Cơ hội để Quế Ngọc Hải tham dự các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10 tháng 10 và gặp Indonesia ngày 15 tháng 10 vẫn còn, nhưng với điều kiện là chấn thương của Quế Ngọc Hải không diễn biến theo hướng tệ hại hơn hiện tại. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của kênh Xoắn Bóng Đá của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.